dựng rạp cưới lấn nửa làn đường, làm xảy ra tai nạn nghiêm trọng, khiến cộng đồng mạng tranh cãi, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Việc dựng rạp cưới lấn chiếm lòng đường luôn là vấn đề đau đầu, khiến nhiều người bức xúc. Tuy nhiên, khi thật sự xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, thì mới có thể dấy lên hồi chuông cảnh báo lớn cho tất cả chúng ta. Mới đây, một tài xế đã ghi lại được cảnh tượng đau lòng như sau. Bên cạnh một chiếc rạp cưới dựng chiếm hết nửa lòng đường, không biết đã tổ chức tiệc hay chưa mà bên trong đã trống không. Cạnh bên là một chiếc xe máy nằm sóng xoàng và chiếc ô tô đang đậu bên đường, có thể hình dung ra nguyên nhân của vụ tai nạn. Xung quanh là rất nhiều cảnh sát đang vẽ và xem xét hiện trường. Từ đám vui gia chủ lại biến nó thành đám buồn. Video này đã khiến dân tình không khỏi bức xúc, yêu cầu phạt thật nặng chủ nhà, thậm chí là cả chủ rạp vì người gián tiếp gây nên tình huống này. Phạt thật nặng chủ nhà và chủ rạp, có thể xử lý hình sự luôn thì cũng được, nếu xảy ra tai nạn ảnh hưởng tới con người. Chỉ cầu trời Phật thương người bị tai nạn không sao và mong pháp luật phạt thật nặng những trường hợp thế này. Đường xe lớn đi nhiều vậy mà che rạp làm đám hay vậy, đám vui thành đám buồn luôn á. Khả năng là chủ nhà sẽ ngồi tù nếu nghiêm trọng đây. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vụ việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.